rớt rồi nghỉ lên lại, không chịu lên lại. Lần tiếp cho dính vô. Đau đau. Mà ông đâu rồi? Mà đang tụi bay thấy. Chị Hà, ông đừng làm anh thằng tích đúng không? Ông làm chồng chị nữa đâu. Bữa hôm qua thì như cái ổ rơm á. Ngu. Ủa về quê à hả? Vì ổng thể hiện cho người ta biết ổng ngu quá kìa. Giống như hàng gì? Hàng sản à? Hàn Quốc là đưa hàng cho Hàn Quốc. Nhà Hà nhiều đất lắm, anh Bi cũng xin mà cho mà. Nhà Hà đất không đất thiệt ấy. Đại gia nằm đó đâu cho máy bao luôn, mày thấy không? Ôi trời trời, muốn rớt cái móng ra luôn thiệt, muốn rớt cái móng ra thiệt. Cái da ông nén cứng. Hồi trước không biết phải mình nặng không chứ mình không thấy nặng nữa. Hay là đứa muốn giờ còn đi về thủ tiêu. Thủ tiêu thiệt cái chứ. Tao nghi lắm. Nghi là thủ tiêu luôn. Như Hằng mà nhìn chắc hoài nên là chắc cũng thủ tiêu, dễ thủ tiêu. Nó không biết á. Thế còn nhiều khi đông đông lắm, vô trong ngày đông cái là cũng không cần hỏi mình luôn, trời luôn. Giờ nó làm luôn cái mặt này chắc đẹp công. Hắn làm
Đoán như thôi. Đứa chị quay mà. Dạ. Thế em nặng đây hay là nặng đâu? Đây. Chị có quay à? Dạ. Chị có quay video à? Không biết có. Nhớ ít hơn trừ lắm mày. Lần trừ thấy nhiều đi ta. Được nó nhiều vậy. À. Em đi ngày nó đông không? Nhớ mình bệnh nó chỉ kêu là gần trăm khách thôi. Gần trăm khách nữa thôi, có mày vô Nhật rồi đó. Đó, em đi tiếng Nhật hả? Đó. Thì đúng rồi. Tiếng máy cách đó. Ông nhớ luôn ghê đó trời, ông nhớ gần trăm khách. Tối à? Không, buổi chiều. Ừ. Chắc đông, chắc ngày nữa ta rụng móng mẹ. Bụng lầy thiệt. Thiệt nặng, ông xong rồi muốn rớt cái móng thiệt đi. Bao nhiêu? À, bao nhiêu là lâu quá rồi. Bên này là còn bè cái vụ kia nữa đó. Nóng lắm vậy ta. Máy điều hòa xong máy rồi. Khép cửa lại mọi người. 19. Đang nóng. Đang nóng nha. Ừ. Nóng dạ mà. Nóng. Hoặc thoáng thoáng này chứ không được. Em nóng không? Ừ. Em có nóng không? Có. Có đúng không? Nóng chứ. Ta chạy nước luôn rồi.